sẽ giỏi vãi đấy, đoạn này vừa đi vừa phi vừa đường càng dài càng dài. Cái cảnh tập 4 2 năm nào anh làm đây luôn nhá. Một nơi mấy bạn này. Bây giờ phải mỗi bên cắt cử một người mua nước. Bên kia là cũng đang nợ bên này 2 chai đấy. 2 chai nào? 2 chai gì vậy? Cái đợt hôm qua không chứ, chúng ta xong xuôi đâu. Không, cái nhớ cái đợt mua 3 mà đang muốn mua 2 không? Thế bây giờ em mua thêm 2 chai đúng không? Đợt em chuyển từ vũ sang không chuyển phải mua thì mỗi bên mua 2 chai không được trừ nợ. Vậy em chạy nước không giả không giả không em giả không được tiền mua đi, bên mình mua 2 chai đang có tiền thì mua đi. À, anh chưa đưa em 1 triệu đúng không? Không còn. Bên này cử Vũ đi, dạy Vũ lái xe nhanh. Đang đu dây rồi, đang Vũ đi. Một đứa đu, một đứa lái. Đi nhanh. Mỗi bên mua 2 nha. Con ngựa này không chạy à? Ngựa nhanh. Chạy làm sao mà lái xe được? Ngựa là tao đi mà lái xe được. Xe là tao đi nhau. Nhanh.
đồng nhá. Anh chưa, nhưng mà phở ăn còn được. Anh không để được lâu. Kéo mua mời. Tí con chèn là chéo đen này. Anh chuẩn chuẩn đen này đi thôi. Nha. Không có đâu. Chạy rồi. Nếu không có pin pin mua pin pin được. Đây xui. Hay là bùn gì đây vậy? 25.000 anh ấy. Ừ. Ấn cái nào vậy? Nêm. Nêm ghi chưa? Cái này cũ à? Con ghi nêm thì nó bắt điện cây luôn. Chị mà. Rồi. Cái này cái cũ. Ken đi. Đó. Tuấn về mà. Không, nó sẽ hiện cho anh một cái bảng có cả nêm cả ấy mà cái này phải. Ken. Ừ. Anh cứ cài đặt đi, cài đặt đi. Cứ cài đặt đi. Cài đặt nhiều lắm. Đấy, nó sẽ hiện cái bảng gì à? Đúng rồi. Tên là gì? Tên Đoàn Tuấn dưới là cái này này. Đoàn Tuấn à? Trên là dưới, trên là Đoàn Tuấn Biên Hoa. Biên Hoa hết. Toàn tất cách Tuấn thế sao? Toàn cách Tuấn. Rồi, đằng này ok. Đó. Tắt đi. Xong rồi cứ cài đặt luôn. À, nghỉ này nghỉ. Ừ, có cả cái rè phu đà. Cái mình xem là máy ăn bao nhiêu CPU, bao thứ xem được đấy. Bao nhiêu độ rồi. Đơn vay có là buổi hiện này. Đây là cái cũ của ta đấy. Nó đè lên cái đấy rồi. Đây ProSun. Blue đâu, có Blue đâu. Nó ghi Blue đâu. Đây là ông đây phải bản Blue rồi. Ấn xuống dưới setting kìa. À. Ấn vào setting. Đúng rồi, đúng rồi. Blue đâu. Mày nhìn bên trên kìa, không phải Blue rồi. Mày là bản Edition rồi. Update đi. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cái này là... Mày ấn vào số cuối cùng ấy. Dòng cuối cùng ấy setting ấy. 5.74. Ờ đúng rồi, 5.74. 8.198. Đúng rồi. Chắc nó update trực tiếp vào cái của mày. Cái này nó quét hiệu quả rồi.